cho nữa. Và cuối cùng nhóm Dung Tuất lại tự họp tại đấy, các thành viên trong nhóm đầu tiên này họp. Anh vừa làm gì đấy? À, vừa đi lại xin. Thằng đây, thằng đây con này. Tối nào là cũng vào trong đây trung tâm rồi. Trên đây là của đấy, kia là chính, là chính. Giờ chưa đến rồi, giờ chưa đến rồi. Năm vẫn, mù thôi. Vẫn là cái trò sát sất như điện thoại như cũ. Đã chơi góc rồi. Mỗi người đều có một góc riêng. Thằng nào chiếm góc này, chắc này tao kiếm rồi nhá. Thằng Thập đi tìm góc mới đây. Mỗi thằng này sẽ phải nhau đấy. Không có chuyện đánh nhau tranh giành chỗ ở đâu, khác cái gì đấy. Quay mặt tao đi, tao mày nằm đất đi, đẹp trai cái gì. Hôm nay anh em mình kiếm bộ bài ra đây tụ họp rồi bàn chuyện đại sự. Thôi bắt đầu xem đi, xem gì. Không biết đi làm sao. Xin mời anh Trinh phát biểu vài ý kiến. Chúng ta khổ để mới thành người được, thầy Lương đã bảo rồi. Các em vào đây để cố gắng tu luyện thành người. Cố lên. Cùng các chú khó so thì học hành cố gắng một chút khó. Cố gắng mà bằng khác hẳn lên rồi. Nó lại chờ phóng viên. Bắt ngồi mát bắt bà. Thì cho thằng Huy vào trong đây toàn con chơi tự nhiên. Toàn Huy làm như kiểu xã ướp ấy. Bảo mỗi quan tài đẩy nắp lên thế là xong. Ôi, thằng Tuấn rồi, thằng Tuấn thì đi chát sách với điện thoại rồi đấy, thằng chát sách với người yêu ấy. Chỗ nào chả mát,